Và chào mừng các bạn, chúng ta đến với cả game đấu thứ bảy rồi. Đây là Junae Quyền Q của chúng ta. Đây là game thủ đến team SK T-Com T1 Innovation. Kiểu soát ở vị trí phía trên ở hướng 1 giờ, còn Innovation soát ở vị trí phía dưới hướng 5 giờ thưa các bạn. Phải nói rằng đây là hai cái vị trí mà các game thủ của chúng ta sẽ rất chăm chỉ sử dụng ban Cyclops lẫn nhau đây. Đây là những cái vị trí mà rất là bất lợi cho game thủ Q của chúng ta, tại vì là cái vị ngay phía dưới mỏ của anh ấy, ngay phía dưới main bay thì chính là một cái khoảng trống rất lớn và rất có lợi cho việc sử dụng không quân. Những pha drop mà sẽ là những cái pha drop Hellbat, sẽ là những pha đưa ban Cyclops vào mỏ của Q. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem hai game thủ của chúng ta sẽ thi đấu như thế nào ở trên cái map lớn này. Hiện nay thì Innovation đang lên cho mình nhà ga rồi. Và cái việc ăn ga như kia, vâng, cả ngày Q cũng vậy. Hiện nay thì khả năng rằng hai game thủ của chúng ta sẽ chơi ban Cyclops là rất cao. Hai anh này cùng chơi ban Cyclops mà. Thế càng phết đấy. It's just usually one player's skill. Usually it's five games or six games. Này này, vẫn chưa anh nào biết mỏ của nhau đang đâu cả. A little bit, you know, a little bit faster. One player starts to adapt too. You know, in a best of three, anything can happen. But you know, eventually, if you have to play this many games together, even if you're winning, the other player is going to be, you know, making alterations in his build and how he's playing. Hiện nay mình đang bị viêm họng nên là các bạn cũng thông cảm một chút. Mình sẽ nói ít hơn một chút ở những cái lúc đầu này. Mình này đang đau quá. Đây chúng ta có đây là con Marine được đưa ra để kiểm tra mà không thấy có gì bất thường cả. Đây nhà ga thứ hai là Innovation rồi. Factory đang gấp rút hoàn thành. Innovation đặt Factory khá sớm mới thưa các bạn. Lại là ban Cyclops rồi. Có thể đảm bảo được điều này. Khi mà con Banshee ra nơi thì lúc đấy con Reaper chắc nó cũng đã phát hiện ra mỏ của đối phương đang ở đâu rồi. Bạn có thể thấy rằng hiện nay thì Marine đang chạy loanh quanh ở phía bên trong này. Này phải Starport đã bắt đầu đặt xuống. Và bây giờ thì Innovation bắt đầu đưa cho mình con Reaper đi scout. Và có vẻ nó đang đi rất đúng hướng thưa bạn. Hiện nay thì Tech Lab rồi. Và tôi cũng đã nhìn thấy cái nhà Starport rồi. Ở phía bên kia thì Q của ta hiện nay thì vẫn đang cấp tốc hoàn thành cho mình cái Factory đã. Vâng, sau Factory rồi thì đó sẽ là Tech Lab cùng với cả Starport. Tuy nhiên hiện nay thì theo như tôi nhìn thấy ở đây thì có vẻ là Innovation sẽ hoàn thành sớm hơn. Hiện nay đây là Helion cho Innovation của ta. Này Starport được nhấc lên. Sao lại hạ xuống. Ôi giời ơi, đó lại là Viking ạ. Innovation có lợi thế sớm hơn nhưng anh ấy lại đang lên cho mình Viking. Vâng, như vậy anh ấy không nhìn thấy cái gì, vâng, không scout được cái gì ở phía bên trong bên bay của đối phương cả. Cho nên là anh ấy quyết định là lên cho mình Viking trước để đảm bảo rằng anh ấy muốn lên cho mình Viking trước để có thể đảm bảo rằng mình sẽ không bị đối phương ban Cyclops. Phải nói rằng đây là cái cách đánh rất cẩn thận. Hai game thủ của chúng ta hiện nay đều đang thi đấu rất là cẩn trọng thôi các bạn. Tôi có thể nhìn thấy hiện nay thì Q đang bắt đầu nâng cấp cho mình Clock rồi. Anh ấy cancel Clock rồi. Chắc là lỡ tay thôi. Đấy, hiện nay thì đây là mỏ 2 cho Innovation. Q cũng đã đặt xuống mỏ 2 cho mình nhưng anh lại đặt ở phía bên trong bên bay cơ. Q thường không đặt Command Center ở phía bên ngoài. Đây là con Viking đầu tiên của Innovation đang đi lượn lờ. Đối phương có đưa Mavac đi đâu không? Will Mai hạ rồi. Ôi giời ơi. Xong rồi, mất con Reaper rồi. Tuy nhiên hiện nay thì thanh niên Q cũng phòng ngự khá chắc. Nên Innovation cũng không thể nào làm gì ở thời điểm này đâu ạ. Tốt nhất là nên cẩn thận. Có thể thấy rằng và chúng ta thể thấy rằng hiện nay thì Command Center đã hoàn thành xong và đang bắt đầu nâng cấp lên thành Optical Command. Ở phía bên kia thì Innovation này đang lên cho mình con cái Command Center thứ 3. Vâng, anh ấy đang double expand. Có thể nói chúng ta có thể gọi đây chính là double expand được rồi. Anh ấy đang cố gắng sử dụng đạo quân của mình để có thể gây xếp lên mỏ của đối phương.
không cho đối phương ăn mỏ thứ hai. Và chính thời điểm này lại là thời điểm anh ấy quyết định đặt xuống mỏ thứ ba cho mình, thưa bạn. Vâng, rất tự tin và cũng rất là liều lĩnh nữa. Này thì mấy con Helen này đang rút trở về, một con được đã biên chế vào cái vị trí Senna Tower để lấy tầm nhìn. Hiện nay thì Kim bắt đầu ăn được mỏ thứ hai cho mình. Thì vậy cũng mất thêm một ít thời gian để có thể khai thác được nữa. Wheel Mai được đưa ra ở phía bên ngoài. You can see he's powering up those factories just like usual. Probably going to see that blue flame upgrade in just a second come down as well. And I'm liking Innovation's position in this game so far. Yeah, Innovation is looking so good. Once again here, Curie's going to go for bio. And again, Innovation goes for the mech. This series is going to end just like it started. The two different tech paths clashing. See how he decides to do it. Well, we've seen with Innovation, we saw a lot of two-base pushing with mech. This is not going to be one of those games. I think Innovation, no matter what, gets a little bit of a lead here with the tech choice, simply because he got the third base up quicker than Cure got. Này, tôi nhìn thấy rằng là Innovation đã bắt đầu nâng cấp cho mình Blue Flame rồi. Còn ở phía Cure sắp rồi này xong cho mình để cái nâng cấp Steam Pack. Và sau đó anh ấy sẽ bắt đầu nâng cấp cho mình Combat Shield nữa. Hiện nay thì với cái việc mà Innovation tiếp tục mà làm chú mech như này thì anh ấy sẽ tiếp tục sử dụng cái trò đã thực hiện ở trong những game đấu trước, đó là trò drop Hellbat vào đầu quân Mayo của đối phương. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Hiện nay thì vâng, tăng lắm, hình như đang bắt đầu đập đá rồi. Hiện nay thì đây là chúng ta ở trong game đấu thứ 6 thôi bạn. Game đấu thứ 6 lần này thì ai được chiến thắng ở trong game đấu này sẽ là người cầm tấm vé để di chuyển để thi đấu ở trong trận chung kết, sẽ là đối thủ của Su đấy ạ. Chúng ta thấy rằng hiện nay nâng cấp Blue Flame một vài phút nữa sẽ hoàn thành xong. Hiện nay Innovation đang bắt đầu lên cho mình thêm những con Viking nữa. Này thì hai tăng, hai Viking. Này thì Q đang bắt đầu một pha scan vào phía bên trong bên bay của đối phương. Barak đã được xây thêm. Alien đang ở đây. Hiện nay nâng cấp tầm bắn xa cho nâng cấp cộng 1 tấn công cho Bio đã được hoàn thành xong. Và Q đang chuẩn bị đang chờ cho cái nâng cấp mà có Combat Shield. Phía bên kia thì Innovation. Ở đây các bạn thấy đây đang ăn gà khá rồi. Hiện nay thì Q đang bắt đầu khai thác mỏ thứ 3 cho mình, thưa bạn. Chắc anh cũng đã phát hiện ra được đối phương có mỏ 3 từ khá sớm rồi. Và nhìn thấy đang tăng tủng với là Marine đang bắt đầu cấm đầu cấm cổ đi di chuyển. Hôm nay thì Factory đang được xây thêm với Innovation. Anh ấy cần phải có lực lượng Factory để có thể xây lên càng nhiều quân đạo quân mech cho mình thì càng tốt, thưa bạn. Và thấy hiện nay quân đội của Innovation tập trung hết ở cái vị trí giữa map Senna Tower rồi. Hiện nay thì cả hai bên thủ chúng ta chuẩn bị mà lao vào nhau thôi. Chúng ta xem là trận đấu lần này thì Innovation có thể đẩy build drop, đẩy cho drop Hellbat lên một tầm cao mới nữa không đây. Khi mà hiện nay để ở trong game đấu thứ 6 vừa rồi thì vâng, có 3 vào diễn ra rồi. Helen đang lao lên đây để mà xịt Marine. Vâng, xịt Marine, xịt tay lên luôn cả tăng luôn. Vâng, đúng rồi, chơi luôn. Hiện nay Marine vừa mới steam lên rồi. Tuy nhiên hiện nay thì chúng ta có thể thấy nghe là tăng ở vị trí quá xa. Vâng, tăng của Innovation ở vị trí quá xa không thể nào backup cho những cái con Helen kia được. Hiện nay thì chúng ta thấy là có khá nhiều Factory. Hiện nay thì lực lượng quân đội của Innovation đang lượn lờ vị trí phía trên bầu trời để làm chủ bầu trời rồi. Vì Raven lại còn đi kèm với cả Banshee thế kia nữa thì bây giờ nó target vào còn unit nào, không quân nào cũng có vị trí bay hết thôi. Hiện nay Innovation đã chọn được một cái vị trí khá thuận lợi khi mà lực lượng bên này của đối phương đang quá mỏng. Các bạn nhìn thấy đấy, vâng, lao lên rồi nhưng mà không ổn rồi. Vâng, không ổn rồi khi mà tăng của Q vẫn được đẩy lên. Có vẻ là anh ấy vẫn bắn đến được cái vị trí vừa rồi. Innovation đã bị đuổi về vị trí phía sau. Có thể thấy rằng hiện nay thì thêm SCP được đưa ra hình như để mà repair thì phải. Với cách đánh lần này của Q, theo như tôi đánh giá là anh ấy đang phòng ngự khá chắc chắn. Hầu như Innovation có muốn tấn công mặc dù để sử dụng đạo quân mech để đàn áp đối phương nhưng cũng không thành công nữa. Ta thì thấy rằng hiện nay lượng tăng đang là bao nhiêu con kia? Vâng, đang trên đến 3 tăng một lúc ạ. Hai em thủ của ta trên đến 3 tăng một building ra đến 3 tăng một lúc. Số lượng tăng thì hiện nay đang nghiêng về phía Q một chút khi anh ấy có đến 8 con tăng.
Innovation thì mặc dù là đánh mech thật nhưng anh ấy chỉ có mỗi 7 con mà thôi. Lực lượng chính của Innovation nó chính là 14 con Helen cùng với cả 4 con Hellbat ở vị trí sau. Và hiện nay tất cả đều đã được transform sang Hellbat rồi. Chúng ta thấy rằng hiện nay đây là mỏ thứ tư cho Innovation. Anh ấy có vẻ đang kiểm soát trận đấu lần này chăng? Anh ấy sắp sửa đưa quân của mình lên rồi. Hiện nay đi kèm với Hellbat anh ấy sẽ cần rất nhiều những con Mavac để có thể là nhấc Hellbat lên và drop thẳng vào đạo quân của đối phương. Hiện nay thì Q đã rút cái kinh nghiệm mà anh quyết định lên cho mình một con Thor. Tôi nghĩ rằng tốt nhất là nên lên hai con để có thể là xử lý được con Mavac càng sớm càng tốt thôi bạn. Chứ nếu không để cho Mavac của Innovation áp sát đạo quân Bio của Q thì coi như là xác định luôn. Vậy thì thấy là hiện nay Energy Bay cũng không nâng cấp cái gì nữa rồi. Hiện nay thì EQ đang nâng cấp cộng 1 tấn công và cộng 1 giáp cho đạo quân Mech của mình. Còn ở phía bên Innovation thì sao đây? Innovation mới đang lên cho mình 4 tăng, 4 Hellbat này, 3 tăng. Bạn thấy hiện nay vừa có một lực lượng quân đội ở phía trên. Ok. Định tấn công vào nhưng mà lại rút về. Bạn thì thấy rằng hiện nay quân Innovation mặc dù đã có một thứ tư nhưng anh vẫn chưa khai thác được. Anh vẫn đang chờ cho nâng cấp lên thành Fortress nữa. Tôi nghĩ chắc đó sẽ là Fortress thôi. Hiện nay thì SCV của Q đã bắt đầu được đưa ra ở vị trí mỏ thứ tư của mình. Bạn thì thấy đấy, hiện nay quân đội, vâng, một pha tấn công gì đó ở vị trí giữa map chăng? Hiện nay hai cầu thủ của chúng ta đang loanh quanh ở vị trí giữa map rồi. Hai bên liên tục là cắm tăng dàn mặt nhau. Thì đổi map ra làm hai, nửa trên và nửa dưới. Hiện nay thì Innovation mới bắt đầu nâng cấp tấn công cho đạo quân Mech như vậy. Ok, đang một pha cao tốc tách ở vị trí góc này, không ổn rồi. Đạo quân của Q đã tấn công vào vị trí mỏ thứ tư. Và bây giờ quân đội Innovation quyết định lao lên rồi. Vâng, anh biết rằng đối phương đang rất mỏng manh ở đây. Anh bắt đầu drop Hellbat rồi, drop thẳng vào đầu của tăng luôn, drop thẳng vào đầu đạo quân Bio luôn. Hiện nay thì Army Supply của game thủ Q đang là khoảng tầm 91, nhưng mà đối phương là khoảng tầm 115. Vâng, hiện nay có Innovation quyết định làm gì đây? Anh ấy lao thẳng lên luôn. Anh ấy đưa thẳng quân lên ở cái vị trí phía trên thưa bạn. Hiện nay Innovation đang bị tấn công ở vị trí mỏ thứ ba. Có vẻ có hai cầu thủ đã quyết định chết bay chăng? Thời này mà chết bay chăng? Có vẻ Innovation quyết định chết bay rồi. Các bạn nhìn thấy rằng là hiện nay thì mỏ thứ ba của anh ấy đã bị phá phách hoàn toàn rồi. Này khi IQ đang đưa cho mình Thor với cả Meridi đâu kia. Hình như anh có ý định rút về nhà để phòng ngự rồi. Innovation thì của ta này không hề có một chút lưỡng lự nào. Anh ấy đưa thẳng quân đội của mình lên và đưa thẳng vào vị trí mỏ thứ tư của Q. Đã phá xong mỏ tư rồi, bây anh đưa tiếp lên vị trí mỏ thứ hai thôi. Mỏ thứ ba thì có lẽ là nên bỏ qua. Ôi, cái gì này, sợ loát này. Đang hay. Anh em chờ tí. Vâng, được rồi. Được rồi, hiện nay chúng ta có thể nhìn thấy rằng hiện nay Innovation đang chiếm hoàn toàn ở cái vị trí phía dưới RAM này. Anh bắt đầu đưa tăng của mình lên ở vị trí phía trên rồi. Vâng, GG, và như vậy là Q đã có GG rồi. Tỷ số chúng ta nó chính là 4-3. Người chiến thắng nó chính là Innovation. Mà Innovation sẽ là người đi vào trong trận chung kết từ bạn. Vâng, xin chúc mừng Innovation. Tỷ số chung cuộc 4-3 của chúng ta. Một tỷ số quá đẹp. Và như vậy là hoàn toàn là team SK Telecom T1 sẽ độc chiếm trận chung kết sẽ diễn ra vào tuần sau rồi. Vâng, xin chia buồn cho game thủ Q của chúng ta khi bị đối phương hạ gục như vậy. Nhưng thực sự anh ấy đã cống hiến cho chúng ta một trận đấu cực kỳ gay cấn khi mà liên tục có những pha giật đuổi tỷ số. Vâng, đó là 1-0, 1-2, 2-2, 3-3. Và bây giờ là game đấu thứ 7 của chúng ta thì bạn. Một lần nữa xin chúc mừng game thủ Innovation của chúng ta. Anh đã cống hiến cho chúng ta một trận đấu cực kỳ hay trong TBT rồi. Và như vậy rằng là hai thành viên của team SK Telecom T1 là Innovation và Su đã dắt tay nhau vào trận chung kết. Thì chúc mừng hai anh.